Rồi mình xin chào các bạn. Hôm nay thì vợ mình mua mấy cái ức gà công nghiệp về để làm khô gà, lá chanh gì đó. Vợ mình xem được đâu trên mạng học làm theo, không biết có thành công hay không. Cái này là ức ức của con gà công nghiệp. Bây giờ mình luộc, em bỏ ra đây. Mà khô gà lá chanh ăn nha. Anh ăn chưa? Chưa, thấy trên mạng nó đang ì xèo. Có mấy đứa bạn nó mua nó bỏ vô keo mà không dám ăn. Bỏ miếng muối vô. Gà công nghiệp thịt khiếp thiệt chứ. Cái ức nữa không à, cũng bằng con gà vườn. Super thịt hả? Siêu thịt hả? Con nó bự con. Trời, hay quá hay ta. Này làm trà bông á, trà bông gà. Khô gà lá chanh. Đi rửa tay mới xé được. Đứa nào xé nhiều hồi ăn nhiều đó. Vô cười. Con gà được hai cục ức này gì? Này mấy con gà chứ bộ. Làm cái này á, xé khỏe hơn làm chà bông. Chà bông xé cho thiệt là nhuyễn. Nó mới tơi ra. Thấy miệng con Hân nó nhai ta. Hả? Nhai gà hả? Vậy có đâu. Trời sao cái cục nó bự xé ra này nha. Nó hiền cái thức trời. Kêu nó ăn cái là nó biết cách liền luôn á. Khô gà lá chanh là phải có lá chanh. Bây giờ đi hái lá chanh. Cái cây chôm chôm thái sau nhà nó có chín được mấy trái các bạn. Để mình hái xuống để hơi dồi sâu nó ăn hết. Đây là chôm chôm thái đầu mùa. Chôm chôm thái đầu mùa nha, không phân thuốc. Có được cây chút xíu à, được mấy trái. Trái này cũng thì anh còn trái toàn ten đó, quá ngon. Cái ruột bự xám hồn. Ngọt. Cái dầu đều
thấy tùm lum cho người ta. Món này nít sao ăn ớt, thấy ớt tùm lum như vậy. Bột ớt á, không có cái ớt thô, không có cay. Còn kia ớt trái ai ăn? Gà, gà. Đường. Đường một nguyên liệu không thể thiếu. Nửa chén đường, miếng bột ngọt, tí xíu muối, miếng đất nữa. Ừ, có miếng nước mắm rồi. Mấy lạc vậy mà. Ừ. Nước mắm, cỡ 2 muỗng cà phê nước mắm. Ừ. Dịch mơ ta mua hay dịch màu trắng. Cái này vợ mình coi trên mạng cho nên là làm nè. Không biết thành công không. Đó là bột gì? Ngũ vị hương. Một muỗng cà phê ngũ vị hương. Có ngũ vị hương mà giống khô bò hơn. Bột ớt tùy theo mình ăn nhiều ít. Cái này bỏ 2 muỗng cà phê. Bột nghệ. Muỗng cà phê bột nghệ. Rồi, múc muỗng quất. Miếng sa tế. Miếng sa tế cay. Sa tế cơm này không có cay. 2 muỗng cà phê sa tế. Sa tế tôm à. Cái món này như chắc của Thái Lan hay gì đó, thấy cay nhiều quá nè. Nhiều quá cả nè. Cái này mình bỏ dầu điều vô xong bỏ tỏi vô. Để em bỏ vô. Ngoại đem sắp lá chanh nữa rồi. Tỏi hay vậy? Vàng dữ vậy? Lá chanh sắc sợ. Em sắc miếng bự vậy. Ừ. Hay người ta sắc miếng bự mình bắt chứ. À, làm gì cái đầu nó đổ quét. Thấy mấy bạn mình nó mua keo keo mà nó cho mình ăn, mình thấy đỏ đỏ mình không dám ăn.
bó ớt vô. Bạn thấy đầu bếp ghê không? Đầu bếp làm bốc khói luôn. Đầu bếp làm cái bếp chính giữa mà hai cái bếp bên cạnh nó bốc khói luôn. Thôi em bốc khói luôn nè. Làm cho nó khô thôi hả? Đúng rồi. Thì mình xào cho nó khô thôi. Đi xào cho. Rồi xào đi. Đầu bếp chuyên nghiệp là phải làm rửa trái vậy đó. Đầu bếp chánh ra. Chánh ra chỗ khác rồi. Sau gần nửa tiếng xào thì cuối cùng sản phẩm nó ra mắt. Rồi mời quý khách dùng thử. Dùng thử đây. Ăn. Dạ. Ăn đi con. Sao? Lạc. Lạc thiếu muối hả? Thiếu muối rồi thêm nước mắm. Phải ăn luôn trái ớt nó mới ngon. Ăn cũng vui vui nè. Nó để nhậu bia được ha. Cắn nước ớt nữa. Nó khô nó hết cay. Ngon. Mà có hủ muối mà. Có cay không? Không. Không có cay chứ đâu có bằng ớt đâu. Không có cắn với ớt á. Món này buồn buồn ăn cũng vui nha. Khói chanh nó thơm thơm. Cay cay. Thắng rồi. Thắng rồi thắng. Uống nước đá hả? À? Cay đâu mà cay. Cay mà ăn hết mì chó. Ai quen? Ăn không? Cay hả? Đâu có cay. Cho con ăn thử đây. Ngọc. Đừng bóc ớt nha. Ừ. Ngon không? Cái ớt thì đâu nhỏ xíu à. Ăn lấy. Ăn không? Ừ. Không sao la. Nó thấy nhỏ xíu thì em nói vậy thôi. À, cái ớt thì nhỏ không? Bự chứ sao không mà nhỏ.
Bóc miếng thịt, đừng bóc miếng ớt nha. Nó chanh ăn, cái miếng lá chanh ăn vô đắng đắng the the. Không có chanh á. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn nha. Miếng ớt này của ai đâu, biết mẹ ai làm không, rồi lắm mới đừng ăn. Bye bye mấy đứa. Bye bye. Video sao nha. Em đi chơi.